Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con nhà người ta. Những màn thử thách tài năng giữa con nhà mình và con nhà người ta để xem ai giỏi hơn. Một thần thái đó thôi là cô đánh giá rất cao về con. Những phút giây lắng động của người lớn về quan điểm nuôi dạy con cái. Con nghĩ là con nhà người ta, cái gì trên thế giới người ta cũng biết làm hết. Nếu cứ so sánh với con nhà người ta, ngày nào đó con sẽ so sánh coi bố mẹ nhà người ta kìa. Con nhà người ta được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần, từ ngày 9 tháng 9 trên VTV3.